Phạm Ngũ Lão, danh tướng với cách phá tượng binh độc đáo. Trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông, Hưng Đạo Vương trở thành vị tướng trụ cột của nhà Trần, người có công lớn nhất. Ông cũng quy tụ được rất nhiều viên tướng tài năng lúc đó, điển hình có thể kể đến là Phạm Ngũ Lão. Câu chuyện Phạm Ngũ Lão đang sọt ven đường được diễn kiến Hưng Đạo Vương thì ai cũng biết. Đương thời danh tiếng của ông chỉ xếp sau Hưng Đạo Vương và là một trong những danh tướng trong sử Việt. Theo gia phả họ Phạm, ông là cháu 8 đời của danh tướng Phạm Hạp thời nhà Đinh, trở thành con rể của Hưng Đạo Vương. Tương truyền, sau khi đưa Phạm Ngũ Lão về triều, Hưng Đạo Vương liền tiến cử lên vua để ông giữ chức chỉ huy cấm vệ quân. Nhưng cấm vệ quân là quân tinh nhuệ, vì thế các tướng quân cấm vệ cần là những người rất thiện chiến. Cấm vệ quân biết Phạm Ngũ Lão là Tây xuất thân nông dân, chỉ nhờ Hưng Đạo Vương tiến cử, hoàn cảnh gặp mặt lúc đang sọt nên họ không phục, bèn tâu với vua Trần xin được tổ chức đấu võ. Phạm Ngũ Lão có thể đấu với vài chục người, khiến đám vệ sĩ đều bái phục và chịu tài. Con gái Hưng Đạo Vương là Anh Nguyên quận chúa cũng cảm mến Phạm Ngũ Lão và được cha đồng ý cho kết hôn. Trong hai cuộc chiến chống quân Nguyên Mông năm 1285 và năm 1288 đến năm 1289, Phạm Ngũ Lão lập được nhiều chiến công vang dội, góp phần đánh bại đội quân hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới. Cuộc chiến chống quân Nguyên Mông kết thúc, Phạm Ngũ Lão liên tục được thăng chức. Năm 1290, ông được vua Trần Nhân Tông giao cho quản lĩnh quân Thánh Dực. Năm 1294, Phạm Ngũ Lão lập công lớn khi đánh Ai Lao, được ban kim phù, tức binh phù bằng vàng. Năm 1297, Phạm Ngũ Lão lại lập công lớn khi đánh Ai Lao, được ban vân phù, tức binh phù có khắc chạm hình mây. Năm 1298, ông được phong làm Kim Ngô Hữu Vệ Đại Tướng Quân. Năm 1301, ông được phong làm Thân Vệ Đại Tướng Quân và được ban quy phù, tức binh phù có chạm hình rùa. Đến đời vua Trần Anh Tông, ông được phong làm Điện Súy Thượng Tướng Quân, tước quan nội hầu. Phạm Ngũ Lão còn nổi tiếng vì có tài phá tượng binh, ông có thể một mình xông vào trận voi của Ai Lao mà làm rối trận. Cách phá tượng binh độc đáo của Phạm Ngũ Lão. Thời nhà Trần, phía Nam là Chiêm Thành, phía Tây là Ai Lao. Hai nước này thường đưa quân cướp phá vùng biên giới với Đại Việt. Phạm Ngũ Lão 3 lần đánh Ai Lao và thắng lớn. 2 lần tiến binh sang Chiêm Thành khiến đế Chí phải xin hàng, đế Năng phải chạy trốn đến Java, Indonesia. Khi Ai Lao xâm lấn Đại Việt thì họ có đội tượng binh rất mạnh. Để đối phó với tượng binh Ai Lao, Phạm Ngũ Lão có cách phá trận rất độc đáo. Sách Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hổ chép rằng, về sau, nước Ai Lao vào ăn cướp, đem voi bày trận xông vào, không ai chống được. Ông được lệnh đem quân đi đánh. Ông sai chặt cốc tre vạt nhọn, dài độ vài thước, chất cả bên đường, rồi vẫy cho quan quân lui lại, một mình xông vào đánh nhau với giặc. Giặc thả voi ra đuổi, ông cứ xông vào lấy những đoạn tre ở bên đường, đâm vào móng chân voi. Voi đầu phải lui, trận giặc đại loạn, quan quân xông vào đánh vỡ tan. Còn sách Tang Thương Ngẫu Lục của Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án ghi lại rằng, bấy giờ tù trưởng Ai Lao đem hơn 1 vạn con voi kéo sang cướp phá các trấn hoang diễn. Đi đến đâu thì quân bộ, quân kỵ của ta đều phải vỡ chạy. Triều đình sai ông đi đánh. Ông truyền cho những dân ngoài biên, làng nào cũng phải chặt những khúc tre dài 5-6 thước để tích sẵn đấy. Khi gặp giặc, ông xua quân đứng lui lại, một mình đi chân không vào, với những khúc tre mà đánh vào chân voi. Voi đau kêu rống lên rồi chạy tán loạn, quân Ai Lao đường đêm phải trốn. Vì sao Phạm Ngũ Lão biết điểm yếu này để khuất phục đội tượng binh hơn vạn voi? Tương truyền Thổ Hàn Vi, Phạm Ngũ Lão từng chăn voi cho vua Lào, nhờ một thời nuôi và huấn luyện voi mà ông hiểu đặc trưng con vật này. Sách Thuyết Trần Sử Nhà Trần của Trần Xuân Sinh thì kể chuyện này theo cách khác. Khi Ngũ Lão còn Hàn Vi, xin với mẹ đi tìm kế lập công danh. Ở trong nước chưa có dịp, bèn sang ở chăn voi cho vua Lào. Ngũ Lão cầm lá cờ đỏ dạy voi, tùy theo hiệu cờ phất thì voi tiến, thoái hoặc quỳ xuống hết. Về sau quân Lào sang cướp vùng Thanh Nghệ, có các đội tượng binh xung kích rất lợi hại. Ngũ Lão phụng mệnh đi đánh, người Lào thúc voi xông vào trận, Ngũ Lão mới phất cờ, đàn voi trông thấy, quen theo thói cũ, cứ tuân lệnh ông phục cả xuống, vì thế thắng được quân Lào dễ dàng. Ngày 1 tháng 11 năm 1320, Phạm Ngũ Lão mất, thọ 66 tuổi, vua Trần Minh Tông thương tiếc, nghỉ chầu đến 5 ngày. Tại làng quê của Phạm Ngũ Lão, người dân xã Phù Ủng dựng bàn thờ ngay trên nền nhà cũ của ông. Ông cũng được phối thờ tại đền Kiếp Bạc, Chí Linh, Hải Dương, tại đền thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Theo Trần Hưng, từ tri thức vn.org, video được thực hiện bởi kênh Bí Ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể. Cùng Bí Ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí Ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.